Giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tài, viện chủ chùa Mỹ Phước, để nhất chứng minh trai lễ từ khi ban đời pháp từ Thích Gia Quyến, chúng con thành tâm cung thỉnh trưởng lão hòa thượng. Nam mô thập phương thường trụ tâm bảo, tam thế nhất thiết chư Phật các đại chứng minh. Nam mô Vu Lan Diên Khởi đại chứng một thiền viên Bồ Tát Ma Tát các đại chứng minh. Kính bạch chân chư tôn và thượng chư thượng tọa giáo cung đường mẹ là trai chủ những thiền học đã thể hiện tinh thần tình vô thê nghĩa trọng nghĩa tập khang, nên đã được đồng tâm hướng về chùa trung thần thành tâm cung kính thượng tọa trụ trì, và qua lời đại diện gia đình nên thượng tọa đã thỉnh chư tôn thiện đức tăng ni các nơi về đây để tập thử công đức chứng minh lòng hiếu đạo của quý vị. Trong cái nghi lễ vừa qua thì chư tôn đức đã cùng gia đình tâm tâm nguyện nguyện chứng tụ A Di Đà kinh và họ cúng lên mười phương chư Phật, sao là cung kiến chân linh mọi lễ nghi trong tinh thần tri ân báo ân cũng như tinh thần Phật pháp cầu siêu độ đã được thành tựu viên mãn, và gia đình đã thể hiện tinh thần báo ân gọi là thưởng báo với trọng ân hạ thế trong đời khổ nương theo gương hiếu hạnh ngài Mục Liên Bồ Tát chiếc trai để cúng dường lên mười phương chư Phật, chư tôn pháp, chư hiền thánh tăng để tạo cái duyên lành đạo hạnh để hồi hướng công đức lành này cơ lên bộ thân của quý vị là cụ ông Diệu Văn Thành, nên nhờ công đức lành này sanh tâm thầy hỷ tín niệm Di Đà giảm sanh tịnh độ. Qua những cái đó thì kỹ ý của chư tôn đức cũng đồng hồi hướng phước báo lành này cho gia đình được tâm phúc tâm thọ tâm tuệ giảm sự tiếp tục như ý. Thì qua đôi lời thắc bạc tinh thần và nhắc lại những cái lời hoài niệm về những tưởng nhớ đến người cha thân thương mất mát lớn của gia đình, thì trong cái tinh thần đó người xưa thì nói mẹ là từ mẫu, cha là nghiêm phụ, vì mẹ thể hiện tấm lòng thương yêu con bao la trong thể nào nói cho thân xứng hết, thì luôn luôn dù cái khôn cái dạy của con mẹ những bao những vật gọi là cái sự từ bi luôn thương con hết, dù mẫu là cách mấy mẹ những bao nhiêu lo lắng cho con. Thành cha là nghiêm phụ, là roi, là thước, là vật, là thước, là mọi cái phải nghiêm chỉnh để gọi là cái tạo nên cái nhân cách sống của con người, từ đó để cho con cho cháu đó là một cái nếp sống đẹp. Mà bây giờ chúng ta đã mất hẳn đi những cái lời nhắc nhở đó, những cái tình yêu thương đó chỉ còn lại là những kỷ niệm đẹp trong gia đình. Và người xưa từng nói rằng mồ côi khổ lắm ai ơi, tối côn các nước lỡ lời ai năng. Quả thật như vậy, trong cuộc sống đời thường thì cha mẹ luôn luôn gánh vác những sự cực khổ, những sự đau đớn, những cái gì mà lo lắng cho con, tạo cho con cái niềm vui, cái sự an lạc và mọi cái sự sung sướng trong cuộc đời, đó là gánh vác cái bộ phận của cha. Bây giờ tất cả quý vị đã được khôn lớn và được thành nhân duy nghĩ và đã có gia đình, đã có con có cháu, mới hiểu thấu được cái sự cực khổ của cha của mẹ. Vì bây giờ mình biết hiểu từ cái đó lên non biết không cao nuôi con rồi biết công lao của cha của mẹ mình. Ta-da!